Nấm bệnh là một trong những tác nhân chính gây hại cho cây trồng, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng của nông sản. Hãy dùng ngay thuốc trừ bệnh Banjofortet 4.SC với hai hoạt chất chính là Dimethomo và Volusinam, với khả năng tiếp xúc và thấm sâu, tác động lên nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển của bào tử nấm, đặc biệt với tính năng là bám dính tốt, hạn chế được các tình trạng rửa trôi. Do đó, ngay cả khi mưa phun sau 30 phút, có khả năng phòng và trị hiệu quả các bệnh như chết nhanh và sương mai, nứt thân xì mủ và thối quả ở cây trồng với liều lượng là 0,2-0,3%. Pha 40-60ml thuốc cho 20 lít nước. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776-400-038 hoặc truy cập vào website kỹsưhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm nhé.